係細啲。Cái cái này khó mà. Hello, và đầu xin chào cả nhà. À, hiện tại bây giờ hai vợ chồng đang có mặt ngay cái làng chài đánh cá cả nhà. Cái mùa này á, thì hiện tại bây giờ thì trời rất là ấm luôn. Bởi vậy nhiều người người ta thích đi vòng vòng chơi rồi ra đây ngắm cảnh cũng đẹp nữa cả nhà. Và cảnh thì và trời thì cũng rất là mát nữa. Đó. Nhiều quán ăn nữa, ở đây nhiều quán ăn rồi mấy cái nhà hàng đồ nó lấy hàng của mấy người đánh cá đó. Người ta làm đồ ăn rất là tươi luôn các bạn. Nhưng mà ở đây hình như là đặc sản ở bên mình bên đây là có rất là nhiều cua bể phải không anh? Với lại tôm đỏ nữa phải không? Tôm đỏ. Dạ. Rồi có cá hồi. Rồi thịt nhiều loại cá. Cái vùng của mình ở là nó sát cái biển Thái Bình Dương cả nhà. Bởi vậy là nó có rất là nhiều hải sản tươi luôn và rất là ngon nữa. Và hiện tại bây giờ hai vợ chồng cũng đang muốn để mà đứng đợi để mà mua được những cái con tôm đỏ thiệt là tươi luôn cả nhà. Ừ, các bạn coi nè. Dạ. Ở cái hàng này á là người ta đợi ít nhất cũng là nửa tiếng, một tiếng để người ta vô mua đồ ăn. À, còn các bạn coi bên kia, cái hàng rất là dài luôn. Đó, cũng một tiếng, ít nhất một tiếng người ta đợi để người ta mua tôm cá tươi đó các bạn. Bây giờ mình mới tới đây thôi. Cái đó nếu mà mình bây giờ mình đứng mình đợi vậy chắc cũng lâu lắm anh. Lâu lắm. Tại vì thấy một hàng rất là dài luôn cả nhà. Rồi dẫn các bạn đi dạo một cái làng chài cá này coi coi nó có bán gì hả các bạn. À, hiện tại bây giờ thì cũng 1 giờ rưỡi hơn rồi cả nhà. Rồi bây giờ hai vợ chồng đang đứng đợi để mà mua những con tôm đỏ. À, hồi nãy mình thấy được mấy con tôm thôi mình thấy mình mê luôn á, nó rất là to và rất là tươi nữa cả nhà. Bây giờ muốn ăn được đồ ăn tươi á phải giờ hai vợ chồng phải ráng đứng và đợi luôn. Mà cái đường đợi thì mình thấy rất là dài luôn á. Cái hàng đợi là công quẹo lúc ở trên tới cái nhà đỏ trả luôn các bạn. Anh à, hình như mình em thấy mấy cái chiếc tàu đó đó là họ bán phải không anh? Đúng rồi. Đó. Ở dưới là ba cái tàu đánh cá, mà cái tàu nhỏ thôi nha các bạn, cái tàu của gia đình. Người ta đánh cá ta về xong người ta ghé lên đây. Người ta cá tôm thì ta về ta ghé người ta bán lẻ. À, mình vô mình mua gì thì nó rất là tươi. Với lại nhiều người ta mua người ta đánh cá về người ta cũng bỏ mối vô cho mấy nhà hàng đó em. Dạ đúng rồi, cả nhà thì thường mấy cái chiếc tàu này nè họ vừa đánh cá xong là họ tụ họp vào cái bến ở đây nè, xong rồi họ giao cho tất cả những cái nhà hàng ở sát bên đây luôn nè cả nhà. Bởi vậy hả là tất cả những nhà hàng này bán đồ ăn rất là tươi luôn, toàn là những cái đồ biển mà tươi rồi mới vừa đánh xong và họ bắt đầu họ chế biến luôn cả nhà. Mà ở đây thì anh thấy đa số là ba cái tàu đánh cá là nhiều người Việt Nam lắm em. Wow vậy hả? Anh biết mà nếu mà làm nghề đánh cá ở bên Canada vậy là rất là ok luôn cả nhà. Như đi làm như vậy thì không có lệ thuộc vào người khác, giống mình tự mình làm chủ luôn. Nhìn thấy mê dễ sợ ha. Trời ơi, bây giờ là hai vợ chồng đang rất là nôn cả nhà. Đó, coi cho anh. Ở đây nãy giờ em thấy là họ có mua cá đỏ nhưng mà đông đá anh ha. Cá hường. Ờ, cái loại cá hường đỏ cả nhà mà đông đá. Rồi chỉ có là tôm là tươi thôi cả nhà. Anh không chí nè. Rồi cả nhà ơi, rốt cuộc cũng đợi tới ngay cái cổng để mà vô mua tôm rồi nha. Trời, từ nãy giờ tụi mình đợi chắc cũng hơn nửa tiếng hơn á. Thank you. Đi vô phải lấy cái thẻ để mua tôm. Dạ. Khi mà đợi xong là phải có cái thẻ như thế này nữa cả nhà, rồi mình mới được mua tôm nữa nè. Nhìn thấy người ta mua tôm rồi, trời ơi thấy mê vậy. Vô ai cũng ra xách tụng 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 ha. Wow, thấy nhiều người bán ha. Vô giờ mình mới thấy nè. Đây cũng người ta cũng bán tôm ha. Đây cũng bán tôm luôn. À, chỗ này thì 17 đồng một thao ha. Wow, cái này mỗi một loại là 10 đồng nè cả nhà. Mỗi một rổ 10 đồng, tôm to có trứng 10 đồng một bao. Tôm to này có 10 đồng một bao, 10 đồng một rổ. Ủa này chỉ là người Việt Nam. Ở đây Việt Nam không? Oh yeah. Wow. Tôm này ngọt lắm, ăn sống được. Ủa cái này mỗi ngày nó vô hay sao chị? 6-7 giờ. Yeah. Thì mỗi lần chị đi đánh cá vậy đó, bao lâu lận? Đầy tàu mà về. Oh yeah.
khát khao luôn à. Thank you. Này tươi hết hả cô ha? How many pound you want? Cho con 5 pound đi chú. 5 pound, 5 pound. 5 pound, 5 pound, one more. Extra. Chú có tôm đỏ thôi, có loại nào khác nữa không? Chỉ có loại này thôi, spot one mà. Vậy hả? Không, 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 ý là con hỏi là như bán cái loại seafood khác nữa không á? Không, không có. Không. Không, dạ. Không. Mấy pound nữa đây? 5 pound. 5 pound. Thế phải rồi, lấy tiền kịp chưa? Con đưa rồi. Lấy 5 cái nữa đi. Hả? Lấy 5 cái nữa đi. Wow, rất là tươi luôn nha cả nhà. Trời ơi, nhìn nè, coi nè. Wow, cái con tôm nó còn sống luôn nha. Mở rồi con, hả? Tươi nhiều. Ui, nó nhảy kìa. Coi nè. Mua thêm nữa nha, tại vì tôm vừa ngon mà vừa rẻ nữa cả nhà. Dạ, đại hạ giá rồi. Dạ, hồi nãy thì 20 đồng cả nhà, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 17 đồng thôi. Bây giờ mình mua thêm nữa. Cho con 3 phao nữa. Cô bán dễ thương quá, cho con 3 phao nữa nè. Dạ, rất là rẻ và ngon nữa cả nhà. Bởi vậy mình mua thêm nữa. Bây giờ mình đi coi có cái gì nữa không, mua thêm anh ha. Đây cô. Cái này cá gì cô? Dạ. Mà mình nấu canh ngon, 15 đồng mà cô lấy bây giờ còn 10 đồng cổ mà. Cái này em chiên ngon, chiên ngon nè. Nó cá loại này là loại gì cô? Nhưng mà cá này là cá loại gì hả cô? À, cá này là khô lọc, nó giống con cá khọt. Ok. À, nhưng mà bây giờ bên đây rẻ nó còn 3 cổ, cô bán rẻ 10 đồng cổ à. Ok. Nhà con tiêu thì lấy cái này. Còn cái này là cái gan. Gan thường làm gì ăn cô? Chiên bò có phải không? Gan cá anh. Gan cá hả? Hả? Thử không? Thôi để đi coi cái đã. Dạ dạ. Để con coi chút xíu hoành lại con. Dạ để con coi cái. Một cá gì em? Ủa cái đó em mua bao nhiêu? Dạ. 7 đồng rưỡi pha đây nè. Ồ dạ. Okay, see John. Call me you guys need anything, eh? Cá thu. Wow, ở đây cũng có bán nhiều loại, như cái này là cá thu nè cả nhà. Rồi cái này là cá salmon nè. Cá hồi. Dạ. Không, mình thấy vòng vòng mấy cái tàu cuối này thì đa số là họ bán cá không cả nhà. Chúng mình thấy là họ bán rất là nhiều, như là cá hồi nè cả nhà, với lại cá thu nữa. Nhưng mà thấy đa số là bán tôm tươi thì rất là nhiều. Anh ha, cá cũng ít nữa. Và cũng không thấy cua nữa. Mực thì thấy có chút xíu ha. Nhưng mà giờ mình mua tôm cũng ngon rồi anh. Hả? Dạ. Được nguyên một bịch tôm như vậy mà rẻ và ngon nữa cả nhà. Coi như là không có uổng công hai vợ chồng đứng chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cả nhà. Và bây giờ mua được mấy bịch tôm thì rất là tươi luôn. Mình thấy mình mê dễ sợ luôn á. Hai vợ chồng là từ sáng giờ đứng đợi mua tôm xong cả nhà. Và bây giờ là mấy anh em cũng mệt rồi. Bây giờ mấy anh em ngồi họp lại để mà giờ chờ để mà mua đồ ăn á cả nhà. Với lại hôm nay thì trời rất là mát luôn. Bởi vậy giờ rất là còn rất là nhiều người đứng đợi mua tôm luôn cả nhà. Giờ hai vợ chồng với hai vợ chồng Thu Lê Môn ngồi ăn trưa các bạn. Mình mới kêu đồ ăn rồi. Đây xuống đây là phải thử cái món dạ, cá chiên cả nhà. Cá chiên các bạn. Phải là ăn cái món đặc sản như chỗ này, vừa tươi mà vừa ngon. Vừa từ trên tàu đem xuống là mần thật liền. Sao nghe anh nói mà nghe mình thèm ghê, mình chưa thấy cái món đó ra sao. Xuống đây là phải thử cái món đó, nếu mà không thử là uổng một cái chuyến đi, cái ngày ha. Dạ. Nhưng mà nó mần thật rồi khoảng tháng trước đó. Chú là mình bể mánh hết. Cho cái nhà hàng hôm nay thì cũng bận lắm các bạn. Nãy mấy anh em của mình ngồi đây cũng khoảng như nửa tiếng rồi đó. Nửa tiếng rồi mà đồ ăn cũng chưa lại nữa. Tại bây giờ mới mở cửa lại cả nhà, rồi ít nhân viên làm nữa. Đó nên thì bây giờ thì phải đợi thôi. Với lại tại vì đói bụng rồi, nhưng mà mấy anh em thì cũng muốn thưởng thức cái món cá nữa. Xuống đây trưa nắng về ăn cá là không có chỗ chê luôn rồi các bạn.
Nhưng mà hiện giờ ngồi ở ngoài trời như vậy thì rất là thoải mái. Nhưng mà đồ ăn ngon thì mình ngồi mình đợi bao lâu cũng được. Ăn đợi càng lâu càng ngon mà. Dạ. Yeah. Ok, đồ ăn tới rồi, trời ơi. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. And then this one is a card. Thank you. Yeah. Thank you. Some shared plates, okay? Thank you. Wow, đồ ăn tới các bạn ơi. Wow, hấp dẫn quá đi. Trời ơi, nhìn nè cả nhà. Wow. Wow. Đây có cái tartar sauce, các bạn ăn cá chiên này phải có tartar sauce. Cái này nó chua chua ngọt ngọt. À, béo béo chứ, chua chua béo béo. Có dưa chua đồ trong đây các bạn. Wow, đói bụng dữ luôn cả nhà. Rồi bây giờ hả, đồ ăn mới vừa ra nè cả nhà. Cá thì chiên nhìn nóng hổi luôn nha. Ừ. Và nhìn cái dĩa đồ ăn thì rất là hấp dẫn luôn. Đây gần như cho bạn coi nè. Đây là loại cá mình bữa nay mình kêu là cá bơn, đây là cá bơn chiên nha các bạn, hai loại cá bơn. Còn bên đây là cá tuyết ăn với khoai lang chiên. Yeah. Rồi. No, halibut với cá bơn. Hôm nay mình chỉ có kêu ba phần à, anh trước mọi này không có ăn. Tại vì ba vị không ăn được. Ờ. Trước mọi này uống bia thôi. Rồi bây giờ ăn thử nha cả nhà. Thì đồ ăn cũng tới. Nằm miếng chanh nha các bạn ơi. Cái này là cá tiết. Cá tiết chiên này phải nặng miếng chanh vô ăn mới ngon. Cái này cá bơn. Chiên ha các bạn, ở đây là fish and chips. Thì cái cá chiên với là cái chiên. Nặng thêm chanh. Mỗi phần thì mình có cái miếng xà lách với là miếng đậu chấm. Oh, thank you. That's fine. Thank you. Thank you. Anh nãy giờ anh đang nghĩ ăn sao đây? Ôi. Ờ, cái miếng cá nó chiên vừa cái còn cái nóng hổi luôn kìa cả nhà, khói bốc. Cái bột cá chiên này thì phải soft mới ngon các bạn, vừa soft mà nó vừa giòn mà không có được nhiều bột quá nha. Wow. À, cái cá này thì nó chiên nó dẻo ngoài, cái da nó giòn, cả trong thì nó mềm anh hả? Ừ. Ngon quá luôn. Mà sao cái này có bột không vậy? Tại vì cá cái thằng đậu nó lấy rồi kìa. Mỗi người cái dĩa ra, không lấy cái dĩa ra, đi ra. Này giấm nha các bạn. Giấm đỏ. Giấm nho á các bạn. Hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Trời ơi, đói bụng mà giờ ăn được cá tươi như thế này nữa. Thịt cá thì rất là ngọt luôn nè. Nó giòn, cái thịt cá nó dai ha, không có dai mà nó không có bở, nó dai lên, nó dai, nó rất là dai luôn cả nhà. Đây là cá tiết, còn bên kia là cá cá bơn. Dạ, thì cái này đó thì... Vâng, thôi mình ăn mình bóc như vậy đi, cho nhìn nó thoải mái và hả, nhìn nó ngon nữa, hấp dẫn nữa cả nhà. Nó vừa chín á, ra nó không bị khô. Cá này rất là ngọt luôn, nó chắc tươi lắm rồi nè. Thường thường fish and chip là nó từ ở bên... Anh Quốc nữa không? Ừ. Qua bên Anh Quốc ăn fish and chip mới là đúng mod của nó ha. Thôi là sauce ngon quá nè. Nhưng mà mình đi đấy cái này cái sauce gì ạ? Chấm quay là. Tại vì cá rất là tươi. Ngon dữ lắm anh ạ. Nhâm lên. Nãy giờ anh quay không có được. Anh thường này sauce này sauce gì anh? Thôi chấm cá. Wow, cái sauce chấm cá rất là ngon luôn cả nhà. Hấp dẫn quá. Tươi quá trời luôn. Rất là ngon luôn. Béo quá. Đây là cá tiết nha các bạn, cái thịt cá tiết á thường thì nó bở hơn. Thường mình ăn cá chiên này nè. Cái cá halibut á, cá bơn á thì nó ăn thịt nó ngon hơn rất nhiều, nó ngọt hơn. Cái này miếng là cá bơn phải không? Dạ, ăn thử đi. Thì mình thấy là mình ăn cũng rất là nhiều chỗ cái tiết này, nhưng mà cái chỗ này nó ngon, nó tươi anh hả? Mà cái bột nó làm ăn rất là béo sao không? Rất là mỏng đó ha. Mỏng. Tại vì đây nó có bỏ cái bột, nó có bỏ bột nổi vô các bạn. Ồ, thật ra nó không có bị ấy ha. Nó rất là giòn. Không, cái bột thì không có dày nhưng mà nó men xốp. Men á. Thường các bạn dùng, các bạn làm bột thì các bạn bỏ bia vô cái bột nó sẽ nổi lên vậy đó. Anh tắt luôn cái của anh. Anh tắt cái bài đi. Ủa, không có mực hả thân? Không có. Nó mới đổi ra cá đó.
It's amazing. Thank you. Thank you. Ăn cái này thì có chút xíu salad nhưng mà cái này là cải từ nhà mình trồng, mình đem ra đây mình kêu nó làm cho mình. Cải bắp đó các bạn. Ồ, cái này lộn, cái này có thuốc lemon trồng cho nên không ngon mấy. Chỉ có khoai tây là của mình nó trồng. Khoai tây ở này mình trồng năm trước, mình đem ở đây mình bán ở đây nè. Và cái sốt này có không á? Này là không có uổng công mà ngồi đợi để mà họ làm chế biến đồ ăn cho mình, cả nhà rất là ngon luôn. Tươi ha. Tươi. Cái ngày trưa nắng gì vô đây ngồi ăn trưa rất là thoải mái các bạn ơi. Vừa đem dĩa cá ra mà mình thấy nóng hổi luôn á. Kia có 3 phần mà hả, ăn nghe thấy no luôn cả nhà. Một phần rất là nhiều luôn á. Xong rồi. À. Rồi. Ai uống bia nữa không? Thôi. Chúc chị lái. Không. Không có. Ở cả nhà mấy anh em á là có một buổi đi chơi rất là vui vẻ cả nhà, và được ăn một buổi ăn rất là ngon nữa. Tôi cũng rất cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình nha. Nếu cả nhà thích thì bấm like đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng mình nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye các bạn. Bye.